bạn hôm bữa là Ngân nói là Ngân bị rụng tóc do vaccine quá là nhiều, thì có một bạn fan rất là dễ thương gửi tặng cho Ngân một cái gội đầu dưỡng tóc gì đó để cho nó giảm cái sự rụng tóc của mọi người. Thì hôm nay em quyết tâm em xài thử, bởi vì sao? Bởi vì mình rụng quá nhiều cho nên là bây giờ cái gì mình cũng phải thử. Nhưng mà ok, đây cái chai này các bạn ghi là mình đổ ra tay. Ủa sao không đổ được ta? Chưa mở bên trong à? Phải mở bên trong mới nha mọi người. Trời ơi, nãy giờ mình stupid, fucking stupid. Thấy nó có dầu trên này thơm á. Rồi thơm. Ok, lại vô đổ ra tay lại. Rồi đổ ra tay một cái lượng vừa đủ, không biết là bao nhiêu. Xong trên cái tờ giấy hướng dẫn á là người ta kêu thoa ra vô chân tóc và đuôi tóc để Ngân thoa. Nhưng mà các bạn đừng quên là thoa hai bên này nữa nha, tại vì hở hai bên này mình hay bị hói á, tại vì hở mình cột tóc nhiều quá cái sao nó hay bị hói như vậy. Thì bây giờ người ta kêu thoa như vậy trong khoảng 5 phút để mình làm thử. Rồi ok, bây giờ là Ngân thoa thiếu điều là chắc cũng muốn nhớt luôn cái đầu á mọi người. Kiểu như là hở cảm giác như tóc bị dơ mấy ngày không gội hay gì đó. Thì đó, Ngân thoa hết trên tóc hai bên này là chủ yếu đó, với lại đỉnh đầu, tại hả Ngân hay trẻ mái mà nó rụng nữa thì sợ nó bị hói á mọi người, cho nên là mình xoa xoa bên trong nữa nha mọi người, với lại hả thoa ở đuôi tóc nữa. Trong cái giấy hướng dẫn người ta dặn thì Ngân thoa ở đuôi tóc mà nó dính lên người nè mọi người, thấy không, nó bóng hết luôn á. Nhưng mà nè, nhìn nè, trời ơi, mới có thoa đó mà coi nè, coi nè, coi nè. Oh my god, killing me. Trời ơi, coi nè. Khùng chưa? Quá xá trời quá đất luôn á. Rồi đó thì đây, nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn trong một cái bao bì. Thì bạn tặng cho Ngân là bạn có để giấy hướng dẫn. Trời ơi, quá trời dễ thương luôn á. Để Ngân làm chuột bạch cho mấy bạn trước. Xong, bạn quá trời là có tâm. Bạn tặng cho cái kẹp để mà kẹp cái tóc lên. Yeah. Rồi búi cái tóc lên để giữ. Thì trong đó ghi là giữ ít nhất là 45 phút, để ít nhất 45 phút. Còn á hả, lâu tốt nhất á là 2 tiếng đồng hồ. Wow. Coi như là bây giờ mình rảnh đó, buổi tối á, bây giờ mới có 6-7 giờ thôi, 2 tiếng mới tắm hả trời. Nói chung là tốt nhất là 2 tiếng, còn ai không có thời gian thì cứ 45 phút xong tiếp. Còn cái này nữa, các bạn tặng cho Ngân cái này nữa, dễ thương quá. Không ai dễ thương vậy luôn á trời. Đã tặng quà cho Ngân dùng thử để bớt rụng tóc với bạn cho lỡ hở. Trời ơi, em biết tóc chị mà rụng chắc chị tiếc lắm. Cho nên là đó, bạn tặng cho Ngân cái đồ ủ tóc với nè, cưng hết trời luôn á. Và bây giờ nó sẽ chùm cái con panda này lên trên đầu trong vòng 45 phút tới 2 tiếng. Thì nếu mà Ngân không để được 2 tiếng thì Ngân để 45 phút thôi, còn không thì 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi. Chùm như vậy hả? Chùm như vậy là điếc luôn á. Thôi chùm như vậy thôi. Rồi đó. Ủa thì mình khùng quá à. Nhìn khùng ghê luôn á. Nhưng mà chắc lần sau nó dễ thương lắm. Bạn có con panda trên đầu tiếp. Trời ơi hả? Xong bạn còn tặng cho một cái gift. Cái này là cái kem ủ tóc của mọi người, thơm. Hôm bữa nó mở ra nó thơm, nó thơm kinh dị luôn á nè. Ngửi đi cho mấy bạn ngửi thử. Thơm như là cái ở ngoài salon người ta hay giấy á, mà không biết nó là gì. Mà thơm lắm, nó thơm lắm, không dối lòng luôn á. Tiếp. Thôi nhưng mà hồi nữa ủ xong các bạn sẽ đi gội đầu, rồi sau đó các bạn mới ủ cái này. Mà ủ cái này á là ủ nửa tiếng, nên á hả, bạn nào không có thời gian thì cũng làm như một cái búi dầu xả là mấy phút, 4 phút, 2 đến 4 phút là gội là được. Xong các bạn còn tặng cho Ngân hai cục kẹo. Đó, kiểu như một cục á là ăn cái lúc ủ tóc, cục còn lại là ăn cái lúc mà xả tóc đó. Ủ tóc là 2 tiếng, xả tóc là hả nửa tiếng nữa đó. Nhưng mà dễ thương quá, không đỡ ăn luôn á. Để khoảng chân tiếp. Ủa hết rồi, thôi bây giờ để hả trong lúc chờ đợi thì nó sẽ cho cái bạn coi cái clip mà unbox của Ngân cho cái hộp cưng cưng lắm. À quên, đây cái shop của bạn Linh Store
www.haircare. Thì cái này thôi để Ngân test trước đi mọi người. Tại vì họ vấn đề là đây không phải là thuốc thần thuốc tiên mà test cái là biết giảm rụng hay không. Các bạn nên nghĩ là chắc phải xài hết cái chai này, tại một tuần xài được 2 đến 2 lần thì phải, một tuần xài 2 lần thì các bạn sẽ thấy cải thiện nha mọi người. Mọi người đừng nói sao hủ xài lần vẫn rụng nha. Tôi mệt mấy người đó. Ok. Mới gội đầu xả xong mình đã ủ nó 2 tiếng luôn mọi người cho lần đầu tiên. Cho nên là để Ngân coi nó như thế nào. Bây giờ Ngân sẽ bỏ cái dầu ủ này lên, mình đã gội nó rồi đó. Ủ cái dầu xong rồi gội xong, bây giờ ủ cái dầu ủ này lên nữa thì để coi nó như nào. Vẫn rất thích cái mùi hương của em đó nha. Wow, ok, bao nhiêu là đủ. À, từ gốc. Các bạn vuốt dầu xả, các bạn nó hở vuốt từ chân lên nha. Còn hở cái á, lộn, từ gốc. Ủa, cái này là chân hay gốc? Cái này là chân hay gốc? Nói chung là cái này là chân tóc đúng không? Ok, vuốt từ đây nè. Thôi tóm lại là từ đây. Đó, thôi ở đây, tại vì cái này nó mọc ra rồi. Rồi mọi người coi nè. Coi nè, mới có ấy thôi mà mọi người coi nó rụng nè. Hỏi sao không, trời ơi, đứt ruột đứt gan chứ bao nhiêu đây, khi nào nó mới mọc ra lại vậy mọi người. Ôi luôn á, kiểu bị điên luôn rồi mọi người, bị điên á, sắp điên tới nơi luôn á. Rồi ok, mình đã ủ lộn, mình đã bôi nó lên rồi, thì bây giờ mình sẽ kẹp nó lại rồi ủ tiếp 30 phút. Nó lâu thiệt nhưng mà nó phức tạp thiệt, tốn thời gian quá. Phiền quá, lâu quá, tắm cái này chắc cả buổi. Xong rồi, nhưng mà để coi nếu mà nó hở hiệu quả thì cũng đáng để làm á mọi người. Chứ tóc nó rụng kiểu này như bị điên vậy á mọi người. Rồi mình sẽ ủ tiếp 30 phút, chùm con bandana này lên tiếp. Rồi đó, đợi 30 phút nữa đi tắm. Xong lại cho các bạn coi. Ok, hôm mới vừa tắm xong, tất cả mọi thứ ôn trên. Thơm lắm mọi người, vừa mở cái can ra thôi là đã thấy thơm rồi nha. Còn giảm rụng hay không thì thôi để Ngân xài hả, Ngân test hết đi rồi Ngân review cho mọi người thêm một clip nữa. Còn ai mà muốn thử trước thì các bạn cứ tự test trên tóc mình để coi hợp hay không, tại tóc mỗi người khác nhau, cái nang tóc nó, cái chân tóc nó khác nhau. Nhưng mà Ngân thấy rất là thơm, rất là mướt. Và bây giờ để Ngân dùng cái em Dyson này để vừa sấy mà vừa chải tóc ra luôn, để nó không hư tóc mà nó còn thẳng tóc nữa. Come back. Rồi, ok mọi người, tóc Ngân đã được sấy xong và cái này nó vừa sấy nó vừa duỗi thẳng tóc mình luôn, cho nên là Ngân ít tác dụng nhiệt lên tóc lắm mọi người. Cho nên là đó, cảm thấy rất là đẹp nha. Nhưng mà rụng thì vẫn còn rụng nha, để thử thêm mấy lần nữa. Và về cái bước dưỡng tóc thì hẹn các bạn ở video tiếp theo. Clip này quá dài rồi, ok, bye.